Thưa quý vị và các bạn, đêm qua ngày 12 tháng 9, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại một chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy, tại đây có khoảng 150 người sinh sống. Sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi và thực hiện nhiệm vụ xuyên đêm, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công trên 70 người. Tuy nhiên, nhiều người bị mắc kẹt trên tầng cao và tử vong. Cho đến sáng nay, cả người may mắn sống sót và các nhân chứng sống đều vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh, ghi nhận tại hiện trường của phóng viên VTC14. Nhóm phóng viên VTC14 đang có mặt tại ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ở đằng sau lưng tôi đây là con đường dẫn vào hiện trường vụ cháy vào đêm ngày hôm qua, khiến cho nhiều người dân gặp nạn. Và đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hai đầu đường để phục vụ công tác khám nghiệm cũng như là điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Tuyến đường rất là nhỏ hẹp và chính vì vậy mà công tác chữa cháy cũng như là cứu hộ cứu nạn thời gian vừa qua gặp rất nhiều những khó khăn. Bà Trần Thị Liên là một trong những người may mắn thoát chết sau đám cháy kinh hoàng xảy ra vào khoảng 23 giờ 5 phút ngày 12 tháng 9 tại chung cư mini cao 9 tầng. Theo bà Liên, vụ cháy xuất phát từ khu vực để xe ở tầng 1 rồi nhanh chóng lan lên tầng trên. Bà cùng một số gia đình khác ở tầng 2 khi nghe tiếng hô hoán đã liều mình nhảy xuống phía dưới và may mắn sống sót. Nó bị chập điện. Thì cái cô vợ chồng ông bảo vệ ở dưới, người ta mới kêu lên. Thì cái tiếng nói của bà ấy mà kêu lên chỉ được đến tầng 1, tầng 2, chứ làm sao mà lên trên cao được. Chính vì vậy mà nó chập điện, nó cháy thì nhanh quá. Thế chúng tôi ở tầng dưới là thấy vậy, là như nhà tôi thì tôi có một cái cửa thoát hiểm. Thì cái tầng nhà tôi là thoát được hết. Thế còn từ tầng 2 trở lên thì nó vẫn có những người thì thoát được, người thì trục trặc. Vậy là tán loạn mỗi người một nơi. Tôi mua ở đấy từ năm 2015-16. Nhưng mà ở đấy thì từ ngày về đến giờ là chủ đầu tư cũng chưa làm cái hệ thống phòng cháy chữa cháy. Mà bao nhiêu lần chúng tôi đề nghị rồi, nhưng mà chủ đầu tư cũng vẫn không làm. Cái tính mạng con người bây giờ mà người ta ra đi như thế thì rất là khổ. Khổ cho người thân rất nhiều chứ không phải không. Cho nên tôi chỉ đề nghị là những chủ đầu tư phải nên có một hệ thống phòng cháy chữa cháy cho ổn định. Sáng hôm nay, người nhà các nạn nhân đã tập trung đông tại khu vực gần hiện trường xảy ra vụ cháy để ngóng tin tức của người thân. Như người đàn ông này, chỉ sau một đêm, ông đau đớn mất đi 4 người ruột thịt. Tôi đã nhận thông tin quá muộn. Sáng nay gia đình mới báo cho biết là xảy ra cái chính nhà của cháu. Thế thì có thông báo là bố mẹ đã xuống rồi. Tôi liên lạc với bố nó không được. Thế vừa rồi thì mới gọi được, thì bố mẹ nó bảo là bây giờ đưa hết các cháu vào Bạch Mai. Đấy, cả gia đình nhà nó 4 người là ở trong Bạch Mai. Bây giờ là chưa tìm được hình dạng, hình thù như thế nào. Ở trên quê bây giờ là đang chuẩn bị hết rồi, phông màn các thứ, phông bạt các thứ, bàn ghế để tiếp bà con đến thăm hỏi. Nhiều người dân chứng kiến vụ cháy cho biết, chung cư mini bị cháy được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân, được chia khoảng 40-50 căn hộ cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên. Trong đó có một hầm để xe, 8 tầng, căn hộ và một tầng tung. Theo họ, vấn đề phòng cháy chữa cháy tại chung cư này thời gian qua tồn tại nhiều bất cập, khiến người dân vô cùng lo lắng. Bảo vệ ở đấy, ông có bình cháy bơm vào nhưng mà không ăn thua. Lại ông hàng xóm chạy ra mang mấy bình ra, bơm không ăn thua. Thì bắt đầu dàn xe để nó lây lan ra. Xe máy ấy, cả một làn xe máy đấy hơn 100 chiếc. Nó lổ bụp bụp, cô ngồi đây mà mổ bụp bụp đấy. Thì lúc là bắt đầu đi gọi cứu hỏa, tất cả các chức năng các phường, các quận, thành phố cũng về hết đây. Các chú công an cũng làm nghiêm trọng lắm, hô hào các anh em làm rất là có trách nhiệm. Tại vì nó cao, nó không có thoát. Cho nên là cứ chỉ có một số bạo thì là tầng 2 ấy, có mấy người chạy, bao người chạy nhảy xuống. Thì lại bị tai nạn. Thường quá chứ thì đấy, nhà nước mình phải có chế tài, ví dụ như là ngõ bé thì đừng cho xây chung cư. Thì phải cho bao nhiêu mét đấy, phải có chế tài chứ không bây giờ dân người quý chứ còn đâu của là cái gì. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa có thông tin chính thức về vụ hỏa hoạn và số người thương vong.